mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Kỷ niệm Quốc phụ Đài Bắc vào ngày 20 tháng 4 năm 1990 với chủ đề Tọa thiền là nguồn gốc của tình thương Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ Hiện đời giải thoát Sách khai thị quyển 7 Quý vị hiểu tiếng vỗ tay của quý vị có ý nghĩa gì? Vỗ tay không phải là hoan nghênh người giảng pháp này, mà để bày tỏ sự hoan nghênh trí huệ của chính quý vị. Hôm nay, quý vị có thể từ trong đời sống bận rộn, phá vỡ nhiều thói quen, thành kiến để đến đây, còn phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới có thể vào nghe kinh. Sự nhẫn nại và đạo tâm của quý vị làm tôi rất cảm động. Ngoài ra, còn tiếng vỗ tay thành tâm của quý vị nữa lúc tôi đi học đạo cũng không khó khăn như vậy ở đài loan quý vị chờ đợi mấy tiếng đồng hồ còn ở ấn độ nếu chúng ta kiếm được người thuyết pháp là có thể vào ngay không phải chờ lâu như vậy nhưng có lúc những gì đạt được càng khó khăn chúng ta càng quý có phải không nếu như đạt được quá dễ dàng trái lại sẽ không thấy quý giá chúng ta thường có cái tật này chẳng trách được từ cổ chí kim khi những vị minh sư khai ngộ lựa chọn đệ tử đều phải khảo nghiệm rất nghiêm khắc không khi nào truyền pháp cho người ta một cách dễ dàng minh sư nghiêm khắc khảo nghiệm đệ tử tuy có điểm tốt nhưng cũng có khiếm khuyết bởi vì có những người không đủ khả năng tiếp tục thu nhận nhiều khảo nghiệm hoặc vì vấn đề thời gian hoàn cảnh khiến họ không thể nhẫn nại chịu đựng nhiều khảo nghiệm hoặc họ phải chờ đợi một thời gian rất lâu mới có thể theo thầy học tập cho nên thời xưa hơi hiếm người tu hành ngày nay người tu hành nhiều hơn gần đây thế giới của chúng ta cải biến rất nhanh mỗi người ngẫm nghĩ sơ qua một chút thì sẽ hiểu quý vị có biết hay không có phải thay đổi rất nhiều rất nhanh phải không ví dụ như tại đông âu hệ thống cộng sản đột nhiên đều biến đổi giải tán đâu có ai có thể kiềm chế những chuyện này kết quả mọi người đều vui cả phải không quý vị có nghĩ như vậy không đó là vì sao tại sao đột nhiên lại sáng ra như vậy tại sao đột nhiên tình trạng lại biến đổi nhanh như vậy ghê gớm như vậy có từng nghĩ qua hay không kỳ thực là vì mọi người có cố gắng tu hành lực lượng của sự cộng tu là không thể nghĩ bạn bên trong mỗi người đều có phật nếu có rất nhiều phật hợp lại với nhau nếu mọi người đều có lý tưởng giống nhau yêu cầu giống nhau như vậy công chuyện sẽ thành công nhanh hơn nếu như chỉ có một người yêu cầu có thể sẽ thành công mà có thể sẽ không thành công cho nên tại sao tôn giáo chúng ta có truyền thống là lúc có người chết mọi người đều tập hợp lại trợ niệm có phải như vậy không nếu những người liên hợp lại thành tâm thành ý thân khẩu ý đơn thuần chân chính vì người chết đó mà khẩn cầu khiến cho phật tánh nội tại của họ được phát triển cao độ thì vong linh đó sẽ được rất nhiều lợi ích chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt của họ hồng hào lên có phải như vậy không người trung quốc ta có phải nói như vậy không nếu như nét mặt hồng lên là tốt tướng mà linh hồn nhất định sẽ thăng thiên có phải như vậy không nếu nét mặt xám đen mọi người đáp xuống địa ngục Tôi không hiểu có xuống địa ngục hay không. Nhưng nghe nói biến đen là không tốt. Cho nên, lực lượng của đại chúng rất có lợi ích, nhưng cũng phải coi đoàn thể đó có đồng lý tưởng, đồng tâm ý không, có hiểu ý của tôi không. Nếu chỉ có một người trợ niệm mà trong tâm cứ nghĩ rau, nghĩ thịt, nghĩ cá, nghĩ đến hôm qua cãi nhau với chồng, hoặc người vợ hôm qua chạy mất, vân vân thì linh hồn đó sẽ không được lợi ích trái lại còn làm cho họ càng khổ tâm và có lẽ để bày tỏ sự phản đối nên nét mặt họ biến thành xám đen tại sao nét mặt lại biến đen chắc là vì cũng như những người sống vậy trong lúc chúng ta tức giận có phải mặt biến thành màu đen hoặc màu tím màu xanh không nhưng tôi chưa từng thấy mặt người nào biến thành màu xanh ý tôi nói là rất đen nét mặt đều biến rồi không có mấu mặt phát ra khí phần không lương thiện người chết cũng vậy. Những người vừa chết, linh hồn của họ còn quanh quẩn ở xung quanh thể xác. Đa số người là như vậy, chỉ trừ những người tu hành, linh hồn muốn đi là đi, sẽ nhanh hơn. Hoặc là có những người rất hung ác, nghiệp chứng rất nặng, đã phạm lỗi với Phật Bồ Tát nào, hoặc làm nhiều chuyện hung ác. Khi chết, linh hồn lập tức bị ma kéo đi, sẽ không được quanh quẩn ở bên cạnh thân thể. Có một số linh hồn có thể quanh quẩn lại bên cạnh thân thể 49 ngày. Những vong linh đó có tha tâm thông, có thể nhìn thấy đoàn thể của chúng ta tụng kinh ở bên cạnh xác chết. Lúc chúng ta chết còn dễ chịu hơn lúc sống. Nhưng đừng vội vã, từ từ, đợi thời gian tới, mọi người đều chết. Mọi người đều cầu trường xanh, tôi lại quảng cáo chết. Thật là vị thiền sư kỳ quái. Tuy nhiên, cũng phải nghe vị thiền sư kỳ quái này giảng kinh một lát nếu không đời sống sẽ nhàm chán sau khi chúng ta chết không có chướng ngại của nhục thể này linh hồn có thể bay đi bay lại sẽ dễ dàng biết được tâm ý của người khác cũng không phải chỉ có như vậy đâu chúng ta có thể theo dõi một người dễ dàng hơn linh thể của chúng ta có thể xuyên qua vách tường chạy ra ngoài nóc nhà có thể di động rất nhanh ở trong không gian không có chướng ngại gì cho nên, chúng ta muốn theo dõi người nào, muốn biết bí mật của họ, dù cho là trong phòng của họ đã khóa lại, chúng ta cũng biết được bí mật của họ. Nếu những vong linh mới chết, không có phước báo nhiều nên không thể lập tức đi lên thiên đàng, lại không có nghiệp chướng lớn để phải xuống địa ngục, thì sẽ lưu lại quanh quẩn xung quanh xác chết một thời gian, chờ tiên nhân đến đón, hoặc chờ thời gian đến rồi, sẽ đầu thai trở lại làm người cho nên những vong linh mới chết chúng ta đến trợ niệm mà không đủ thành tâm họ sẽ không thực sự được lợi ích vong linh đó càng sân hận chúng ta có hiểu không ví dụ họ nhìn thấy chúng ta vừa niệm vừa ngủ gật hoặc vừa niệm vừa nhìn người nữ bên cạnh rất có thể vong linh đó rất giận nên khuôn mặt biến thành đen hiểu không cho nên nếu chúng ta vì vong linh mà trợ niệm nhìn nét mặt của người chết sẽ biết được chúng ta thành tâm hay không. Cho nên lúc quý vị muốn đi trợ niệm cần phải cẩn thận, đừng để cho người ta biết được quý vị không thành tâm. Nếu gương mặt của người chết càng đen là biết liền. Âu Lạc có một câu chuyện về một vị pháp sư chuyên môn cúng cô hồn. Quý vị có biết cúng cô hồn không? Tức là đem thức ăn cho ma quỷ ăn. Thí dụ như có tín đồ Phật giáo cúng bái buổi tối, họ đem bảy hạt gạo rồi niệm chú cúng cô hồn. Rồi niệm nhiều lời chú khác, đại khái niệm chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi sẽ biến thành rất nhiều thức ăn cho vong linh ăn. Vị pháp sư đó thường thường được người ta thỉnh đi tụng kinh cúng cô hồn, nhất là vào tháng 7, bố thí cho hồn ma đặc biệt rất bận rộn, có phải không? Formosa là như vậy, Âu Lạc cũng gần như vậy. Vì nhiều người mời, họ đi cúng cô hồn quá, họ sẽ mệt nhọc hơn trí nhớ cũng không tốt hôm đó vị pháp sư kia đi quên đem chìa khóa quên mất chìa khóa để ở chỗ nào khi đi được nửa đường mới nhớ ra từ đó đến chỗ pháp hội trong đầu đều nghĩ về chùm chìa khóa đó cho nên trong lúc ông ta cúng cô hồn vừa niệm vừa nghĩ đến chùm chìa khóa đó chờ công việc làm xong là về nhà đến khi tối hồn ma đến kéo người chủ nhân quần áo bị hồn ma giựt đi giựt lại Vị chủ nhân đó cảm thấy rất lạ. Hôm nay đã bố thí cho các vị ăn rồi. Tại sao các vị lại đến quấy đầy tôi? Những hồn ma đó nói. Không có mà. Chúng tôi có ăn gì đâu. Mỗi người đều lãnh được một chùm chìa khóa mà thôi. Chúng tôi đông như vậy. Họ chỉ cho một chùm chìa khóa. Dù chúng tôi có thể mở cửa vào trong đó, cũng không thể ở trong phòng được. Bởi vì vong hồn không được lợi ích, cho nên họ oán trách. Vì thế chúng ta phải tu hành tốt mới có thể vì người khác trợ niệm. Thân khẩu ý của chúng ta phải huấn luyện tới lúc chúng ta muốn gì được nấy. Ví dụ, chúng ta muốn khóc, lập tức có thể khóc được. Muốn cười, lập tức có thể cười. Cần tức giận cũng có thể tức giận. Cần dịu hòa cũng có thể dịu hòa. Về sau sẽ biến thành tự nhiên. Chúng ta hoàn toàn làm chủ bản thân. Lúc đó, bất kể chúng ta làm gì, Đối với thế giới đều có lợi ích, nếu chúng ta muốn được đẳng cấp đó, không có khó, chỉ cần tu hành tọa thiền là có thể đạt được. Cũng như có lần, tôi cùng các đệ tử ở Đài Bắc cộng tu, có một vị hòa thượng Ấn Độ đến cộng tu chung, nhưng ông ta không phải là đệ tử của tôi, bởi vì ông ta từ Ấn Độ đến, cũng không biết ai đã mời ông đến, có thể là ông ta không được mời mà đến, cũng không sao cả. Tôi cũng hoan nghênh mời ông nói về một số chuyện tu hành cho đệ tử của tôi nghe ông kể một vài câu chuyện cũng rất có ý nghĩa nhưng tiếng anh giọng ấn độ của ông rất khó nghe tôi phải rất cố gắng lắng tai nghe mới hiểu ông kể một câu chuyện về ánh sáng mặt trời lẽ ra rất nóng nhiệt lượng rất lớn nhưng chúng ta cũng không có cách nào dùng ánh sáng của mặt trời đốt cháy một ngọn cỏ có phải không nhưng nếu chúng ta đem một cái gương hoặc kính phóng đại, mắt kính cũng được, đặt dưới ánh sáng mặt trời, tập trung ánh sáng này ở một điểm, giấy hoặc cỏ sẽ bốc lửa đốt cháy. Điều này trước kia tôi có đích thân thử qua, rất có hiệu quả. Cũng vậy, lực lượng bên trong của chúng ta là vạn năng, không thể nghĩ bàn. Nhưng nếu chúng ta không tập trung ở một điểm, rồi lợi dụng lực lượng đó đi giải quyết một số vấn đề chúng ta vĩnh viễn không thể giải quyết được dù là lực lượng của chúng ta lớn như vậy nếu như bị phân tán thì cũng giống như ánh mặt trời vậy tuy rất mạnh nhưng cũng không thể tự mình bốc lửa đốt cháy điều này rất hợp lý mà cùng đạo lý như vậy tại sao chúng ta không có năng lực này để xử lý một số vấn đề của thế giới bởi vì chúng ta chưa có thói quen đem năng lực của chúng ta tập trung ở một nơi rồi mới đi giải quyết những vấn đề đối diện với chúng ta. Nếu quý vị không tu pháp môn quán âm, không can chi, không thành Phật cũng không sao. Nhưng tôi vẫn khuyên quý vị nên tọa thiền trong giây lát mới có thể phục vụ gia đình, mới có thể phụng sự đất nước, giúp đỡ thế giới. Quý vị không cần phải làm đệ tử của tôi, không cần phải ăn chay. Nhưng nếu có thể cố gắng ăn chay được thì càng tốt. Quý vị nếu có thể ăn chay được thì cố gắng ăn để có thể giảm nghiệp sát danh rất nặng của mình bất kể quý vị có tin luật nhân quả hay không lúc quý vị ăn thịt thân thể sẽ cảm giác rất nặng nề và khó tiêu ăn chay sẽ suy nghĩ đơn giản hơn làm việc sẽ rất nhẹ nhàng sẽ không chìm đắm ở đẳng cấp nơi bụng chỉ muốn đi ngủ cho nên quý vị vẫn phải cố gắng ăn chay tôi không nói đến chuyện từ bi rất ít người có thể làm được điều này nhưng ít ra hãy nghĩ đến thân thể của mình đừng quá ngược đãi nó hãy để cho đầu óc của chúng ta được nhẹ nhàng một chút thì chúng ta mới có thể làm việc giúp đỡ bản thân giúp đỡ gia đình giúp đỡ đất nước ví dụ như lúc quý vị có vấn đề gì trọng đại cần phải giải quyết có phải quý vị ở đó câu mày không và cố gắng tập trung tư tưởng của chúng ta không thật vậy chờ một hồi sau quý vị sẽ tìm ra một giải đáp nhưng bởi vì thường ngày quý vị không tập luyện cách tập trung tư tưởng nên lúc phải tập trung rất là khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ được chút chút mà thôi. Cho nên kết quả cũng là một chút chút. Nếu chúng ta có thể tập trung càng sâu, hàng ngày luyện tập, chờ khi quen rồi, muốn tập trung là lập tức làm được. Như vậy, chúng ta sẽ đi sâu vào trong tổng bộ tối cao của trí huệ, rồi bất cứ lời giải đáp và kết quả nào của chúng ta cũng là chính xác nhất cao đẳng nhất, hoàn mỹ nhất, có hiểu không? Ngoại trừ tọa thiền, tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn nữa mà có thể giúp đỡ bản thân nhanh chóng như vậy. Tọa thiền tức là đem tập trung toàn bộ lực lượng của bản thân chúng ta lại. Sau đó, chúng ta muốn dùng vào điều gì là được ngay. Đó cũng như cái kính phóng đại, tập trung nhiệt năng của mặt trời, rồi muốn đốt cháy vật gì thì đốt bất cứ vật gì đặt dưới điểm tập trung hội tụ này đều sẽ đốt cháy hiểu không không những chỉ đốt cháy hết một điếu thuốc lá hoặc một ngọn cỏ một tấm giấy mà thôi nó còn sẽ đốt cháy được rất nhiều thứ cũng vậy lúc chúng ta tọa thiền nếu đem tất cả sức chú ý của chúng ta tập trung tại một điểm sau đó đem bất cứ vấn đề gì đặt trước mặt điểm này đều có thể lập tức được giải quyết lực lượng của chúng ta quá lớn, nhưng hàng ngày chúng ta lại không dùng đến. Không tập trung lực lượng lại mà dùng. Cho nên, chúng ta cứ như là không có lực lượng vậy. Người nào cũng có vẻ rất khờ khạo, ngốc nghếch. Chúng ta vốn là Phật, vốn là một vị chủ nhân có đại trí huệ. Việc gì cũng có thể làm được. Thần thông gì cũng có thể thị hiện. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Kết quả, chúng ta lại không phát triển năng lực vĩ đại của mình. Ngày nào cũng khờ khờ dại dại, khổ khổ não não, làm việc gì cũng không xong, rồi oán trách trời, oán trách đất, oán trách số mệnh của mình, có hiểu không? Như vậy là không đúng, đó là quá bi quan, không đúng với bản thân. Muốn cải biến bản thân rất đơn giản, hàng ngày thử tọa thiền nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ xem, sinh hoạt sẽ thay đổi, không giống như trước nữa tại sao đệ tử của tôi ưa thích pháp môn quán âm này bởi vì họ được lợi ích càng tọa thiền càng cảm thấy thay đổi càng tọa thiền càng cảm thấy sáng sủa thậm chí cả bề ngoài cũng sẽ biến đổi có những lúc bản thân tôi nhìn thấy sự thay đổi của họ cũng giật mình có những đệ tử trước khi thọ tâm ấn và sau khi thọ tâm ấn chỉ cách nhau vài phút hoặc vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi người đó đã lập tức thay đổi. Không giống trước nữa, ngay chính tôi cũng nhận không ra. Sao lại trở nên đẹp đẽ như vậy? Nhưng có một số người về nhà lại xa sút Nếu không tọa thiền, nét mặt sẽ thay đổi, sắc mặt sẽ xám đen và không có trí huệ. Không còn nhẹ nhàng, chúng ta nói những loại người đó là nghiệp chướng hơi nặng. Cho nên, không phải là họ mê tín tôi hoặc sùng bái hình tượng, mà bởi vì họ có thể nghiệm của bản thân, có được lợi ích, cho nên họ mới ưa thích như vậy. Các đệ tử của tôi không phải toàn con nít, xấu 12 tuổi. Có người tóc đã bạc rồi, có người làm quan lớn, làm tướng tá, có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, có người là giáo sư, họ không phải là những người ngu dại. Tôi không thể lừa họ quá lâu, hiểu không? Rất có thể, tôi lừa họ một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc ba năm nhưng tôi không thể năm nào cũng lừa họ. Có người theo tôi thọ tâm ấn đã 6, 7 năm rồi. Từ khi tôi đến Formosa đến bây giờ, có những đệ tử theo tôi đã 6 năm rồi. Họ càng ngày càng tin tưởng tôi, và pháp môn quán ngâm tu hành càng ngày càng tốt, làm việc cũng ngày càng thuận lợi, đối với đất nước, đối với thế giới ngày càng có lợi ích, đối với bản thân ngày càng ưu ái, đối với người khác đương nhiên là cũng mến yêu nếu chúng ta không thể yêu chính bản thân mình chúng ta sẽ không yêu người khác nếu có người nào nói với quý vị là chúng ta phải yêu người khác trước cần phải yêu người khác nhiều hơn bản thân chúng ta đó là chuyện không thể làm được nếu chúng ta không thể yêu bản thân mình bất cứ người nào chúng ta cũng yêu không nổi xin lỗi đó là chuyện rất thường và rất hợp lý bởi vì về phương diện tâm lý trời xanh chúng ta là như vậy chúng ta không thể thay đổi được cho nên chúng ta phải tập trung đại lực lượng của chúng ta để trước tiên nhận biết được chúng ta có chỗ nào tốt có những năng lực gì đặc biệt có tài năng gì có trí huệ gì có những tài hoa kinh thiên động địa gì và còn nữa tâm của chúng ta to lớn như thế nào trước tiên nhận biết được chúng ta có những ưu điểm gì xong rồi chúng ta mới có thể mến yêu người khác tại sao tôi có thể ngày nào cũng chăm sóc nhiều người như vậy mà không cảm thấy tâm của tôi giảm thiểu bởi vì tôi rất yêu bản thân mình tôi rất khâm phục mình nguyên do là tôi rất yêu mến bản thân mặc cảm tự ti của chúng ta rất không tốt đối với bản thân bởi vì tự ti làm cho chúng ta sanh ra tâm ghen tị sanh ra sự đấu tranh sanh ra rất nhiều thái độ chiếm hữu bởi vì chúng ta sợ người khác tốt hơn mình sợ người khác không tôn trọng chúng ta bởi vì chúng ta có những khuyết điểm cần che giấu lại dù bên ngoài chúng ta đã che đậy lại không cho người khác biết nhưng bản thân chúng ta sẽ biết được cho nên chúng ta không kính yêu không tha thứ cho bản thân mình từ mặc cảm tự ti đó chúng ta nảy sanh nhiều thái độ không tốt không những tổn hại đến bản thân mà còn tổn hại đến người khác sẽ làm cho những người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ chúng ta tọa thiền để tìm được ưu điểm của bản thân, mực độ thông minh của bản thân, chúng ta không có cách nào khác để rửa sạch những tự ti đó. Đa số người, nhiều ít hay nhiều, đều có mặc cảm tự ti. Ngay cả thái độ kiêu ngạo cũng là một loại tự ti mà thôi. Tại sao vậy? Ví dụ, một người làm quan lớn rồi, họ chỉ thấy được họ là một vị quan lớn mà thôi, còn ví dụ như một vị bộ trưởng, họ chỉ thấy khả năng của họ là một vị bộ trưởng mà thôi. Họ không nhận thấy khả năng của họ là Phật. Nghe hiểu không? Họ còn cho rằng họ không có gì đáng kiêu hãnh. Chỉ là ở thế giới làm quan mà thôi. Họ biết được họ không phải là một chúng sanh hoàn mỹ. Họ biết được trên họ còn có tổng thống hoặc còn những chúng sanh cao đẳng khác như Phật Thích Ca, Chúa Giêsu vậy. Cho nên trừ khi họ nhận được chính họ là phật không có thuốc gì có thể chữa khỏi bệnh tự ti của họ nếu chúng ta có bệnh tự ti chúng ta sẽ dễ dàng ngược đãi người khác bởi vì tâm lý của chính chúng ta không được thoải mái chúng ta sẽ cản trở công việc của người khác có lúc chúng ta chỉ giúp một chút nhưng lại đòi hỏi rất nhiều đền bù cho nên muốn cứu căn bệnh nghiêm trọng nhất của chúng ta bệnh vô minh bệnh tự ti bệnh không biết mình là Phật, chúng ta chỉ có một biện pháp là phải tọa thiền. Không phải lần nào cũng đều nói tu pháp môn Quán âm, tôi chỉ cống hiến quý vị một số bí quyết làm cho đẳng cấp của quý vị được nâng cao một chút, rồi quý vị sẽ cảm thấy ngày càng dễ chịu. Nếu tu pháp môn Quán ngâm, đương nhiên là càng tốt, nhưng tôi biết không phải người nào cũng theo tôi tu hành được. Nếu không phải bản thân có tâm hoài nghi, thường thường cũng có người khác bên cạnh cản trở nếu như vợ cho phép thì bà mẹ cũng oán trách hoặc nếu bà mẹ đã cho phép thì ông bố cũng sẽ cản trở có rất nhiều chướng ngại vả lại cũng ít người có thể duy trì sự dũng cảm kiên cường quyết tâm đi con đường mà họ lựa chọn ngay cả phật thích ca là một vị hoàng tử được chiều chuộng có địa vị cao nhất của một nước mà lúc muốn tu hành ngài còn phải tìm cách chạy trốn mới có thể ra khỏi hoàng cung, phải lựa ban đêm mà trốn ra. Đó không phải là phong độ của một vị hoàng tử. Nhưng nếu ngài không có sự kiên trì, lòng thành tâm, thì ngài cũng không thành Phật được. Có hiểu không? Nếu ngài còn ở đó suy nghĩ ngài là hoàng tử, không được nửa đêm trốn như vậy, làm gì cũng phải minh bạch, nói cho cha mẹ, vợ con, nói cho những năm trăm cung phi mỹ nữ. Tôi nghĩ chờ đến khi ngài xử lý xong, nguyên khí đã tiêu hao hết. Ngài ra khỏi cửa cũng không nổi nữa, có phải vậy không? Tôi nghe đệ tử của tôi kể một câu chuyện về tu hành. Lẽ ra, người đó muốn làm mục sư, ý cũng là muốn xuất gia. Một cách xuất gia của Thiên Chúa Giáo, người đó nghĩ rất lâu, không đủ dũng cảm nói với vợ. Bởi vì ông nghĩ quá lâu, tiêu hao rất nhiều dũng chí. Chỉ là ở đó nghĩ mà thôi. Có một hôm, ông đem chút can đảm cuối cùng ra viết một lá thư. Viết xong rồi, phần dũng chí cuối cùng của ông cũng tiêu tan. Kết quả, ông cũng đi không được nữa. Nghe hiểu không? Tôi cũng biết pháp môn quán âm không phải người nào cũng tu được, cũng không phải người nào cũng có đầy đủ can đảm mà phấn đấu được. Đệ tử của tôi có người đã gặp phải khó khăn, ví dụ như sau khi thọ tâm ấn, chồng về nhà, vợ không nấu chay cho ăn, hoặc là vợ chồng nằm riêng giường, chồng đe dọa ly hôn vân vân, sanh rất nhiều chuyện làm cho tâm tu hành của chúng ta dễ bị lung lay. Có lúc chúng ta sợ khi ăn chay sẽ không giao thiệp được, mất đi bạn bè hoặc sợ mất đi địa vị. Cho rằng sau khi ăn chay sẽ không thể giao thiệp với những người có chức vị lớn rồi địa vị của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng, bị lung lay vân vân có rất nhiều chuyện sẽ ngăn cản quyết tâm tu hành của chúng ta. Cho nên, tôi cũng hiểu biết việc tu hành của quý vị không đơn giản. Tôi càng ra ngoài hoàng pháp, càng biết những người tu hành rất là khó. Những người chân chính muốn kiếm được bản lai diện mục của mình. Chân chính buông xả thế giới này rất ít. Rất ít. Cho nên, từ xưa đến nay, những người tu hành rất là quý báu. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, ngay cả quốc vương, đại quan, các bô lão của thời đại đó điều rất kính phục đệ tử của Phật chỉ là đệ tử thôi, chưa phải là sư phụ. Mà họ ra ngoài hãy nhìn thấy người xuất gia của ngài hoặc người đại tu hành, đều tức khắc bái xuống, bái ngay tại trên đường, bất kể quần áo có bị bẩn hay không. Thậm chí ngay cả quốc vương cũng cúi đầu lễ bái người xuất gia, bày tỏ sự kính trọng. Quốc vương hãy nhìn thấy đệ tử của Phật thích ca là bái xuống liền. Tôi kể câu chuyện này là chỉ đến người xuất gia của Phật Thích Ca mà thôi, bởi vì đó là lịch sử ở trong mẫu chuyện Phật giáo có ghi chép. Vị quốc vương này chuyên môn bái những người xuất gia, nhưng những người tại gia cũng có rất nhiều người tu hành đẳng cấp rất cao, chúng ta không thể ngồi đó mà khinh họ được. Tuy là như vậy, bất kể như thế nào đi nữa, người xuất gia vẫn là cao đẳng hơn người tại gia. Họ có thể buông xả tất cả mà làm người xuất gia thật sự rất khó đệ tử của tôi có người xuất gia người tại gia nhưng tôi nói thật với quý vị tôi vẫn nghiêng về người xuất gia hơn bởi vì tinh thần của họ khác tôi có thể dạy họ mọi thứ còn người tại gia có lúc tôi dạy không nổi thứ nhất họ đi đi về về không phải thường thường ở bên cạnh tôi tôi không có thời gian khảo nghiệm cũng không có cơ hội dạy họ một số chuyện thâm sâu hoặc khảo nghiệm họ sâu sắc hoặc lôi ra một số ngại chấp rất vi tế của họ tinh thần xả bỏ của họ không giống nhau không phải là họ không muốn xả bỏ mà là hoàn cảnh tạo thành cho nên mới không có giống nhau dù họ muốn xả bỏ nhưng bên này trói bên kia buộc rồi biến thành tập quán cùng trói buộc nhau lại người xuất gia họ đã hạ quyết tâm tu hành trong tâm chỉ có đạo mà thôi chỉ có sư phụ chỉ có phật pháp tăng ngoài ra không có gì khác bởi vì sự quyết tâm đó chúng ta qua được rất nhiều khảo nghiệm giúp chúng ta có thể phát triển năng lực lớn nhất của bản thân sẽ dễ dàng hơn đối với việc tu hành của chúng ta mà thôi đừng có vỗ tay tôi nói họ chứ không phải nói quý vị xưa kia có một vị quốc vương chuyên môn lễ bái người xuất gia nhìn thấy người xuất gia là bái xuống liền. Có một vị đại thần, lúc đó không tin có Phật tại thế, mới nói. Ngài là một vị quốc vương, là nguyên thủ của một quốc gia. Người xuất gia, bất kể họ như thế nào, vẫn là công nhân của ông, chỉ là bộ hạ của Ngài. Vá lại, hãy giống như ăn xin vậy. Quần áo thì rách rưới, ngày nào cũng ôm bình bác đi xin mà thôi. Họ có gì xứng đáng đâu. Mà ngày nào Ngài cũng đem cái đầu quý báu của Ngài vái xuống, bẩn cả đầu. Quần áo cũng bị bụi bặm dính vào. Vị đại thần nhịn không được nên nói như vậy. Vị quốc vương hỏi lại ông. Đầu của ta có giá trị lắm hay sao? Đại thần đáp. Đương nhiên rồi, còn gì có giá trị hơn đầu của Ngài? Lúc về Hoàng Cung, nhà vua gọi viên đại thần đó đem một số đầu đi bán. Một cái là đầu lợn, một cái là đầu vịt, có cái là đầu bò, đầu cá. Trong đó có một cái là đầu người, rồi sai bộ hạ của Viên Đại Thần đem tất cả các loại đầu đó ra chợ bán. Trong lúc bán ở chợ, đầu gì cũng rất nhanh bán sạch, duy có cái đầu người là bán không được. Cuối cùng phải đem về hoàng cung báo cáo với quốc vương là đầu người bán không được. Còn đầu cá bán được bao nhiêu tiền, đầu lợn đầu bò bán bao nhiêu tiền chỉ có cái đầu người là bán không được từ sáng đến tối mà bán không được bây giờ đã thối chết đi được không còn cách nào bán được nữa quốc vương hỏi vị đại thần đó tại sao đầu người lại bán không được đại thần nói bởi vì đầu người không có giá trị mà quốc vương nói tại sao các đầu khác có giá trị vị đại thần đó nói bởi vì đậu cá có thể nấu riêu đầu lợn có thể nấu ăn, đầu bò cũng có thể ăn được, da của nó có thể dùng được, vân vân. Nhưng cái đầu người kia không dùng được, ngoại trừ là vứt đi. Không còn cách dùng khác nữa. Rồi quốc vương nói. Như vậy cái đầu của ta cũng là đầu người, cũng vô dụng sao? Vị đại thần không dám trả lời, nhưng bị quốc vương hỏi ép quá, ông ta phải thừa. Dạ, dạ. Cuối cùng không còn cách nào khác nữa, ông đành nói dạ đầu của quốc vương cũng không có giá trị quốc vương nói như vậy ông là dân thần rồi ông ngăn cản ta làm công đức ông ngăn cản cái đầu vô dụng của ta bán những người xuất gia có lý tưởng cao cả những người đức cao vọng rộng những người công đức vô lượng như vậy ông là gian thần rồi ta muốn chặt đầu ông có được hay không lúc đó vị đại thần liền quỳ xuống xin tha mạng nhà vua nhân cơ hội này bèn nói ông nhìn những người xuất gia tuy quần áo rách rưới nếp sống thô sơ không có một chỗ để ở đó là tự họ lựa chọn nếp sống này nhìn bề ngoài họ tuy không có tài sản gì của thế gian nhưng ông không biết công đức vô lượng vô biên bên trong của họ nên ông mới dám ngăn cản ta nếu như ông biết được lực lượng bên trong của họ vĩ đại như thế nào ông đã sớm bái xuống rồi từ đó trở đi vị đại thần đó thức giác khác khai ngộ rồi, không dám ngăn cản quốc vương nữa. Ngay cả một vị quốc vương muốn tu hành cũng có người ở bên cạnh dám ngăn cản. Huống chi là những người bình thường yếu đuối như chúng ta có thiên vàng chỗ trói buộc này. Ngay cả bạn bè cũng phê bình, thậm chí con cái của chúng ta cũng sẽ ngăn cản chúng ta. Có những bà mẹ nói với tôi là, con tôi không cho tôi ăn chay. Chúng ta vất vả nuôi nấng con đến khôn lớn, rồi con nói với quý vị là không được ăn chay, rồi quý vị cũng không dám ăn chay, như vậy quý vị cũng nghe lời lại sợ muốn chết. Đến nói là bây giờ tôi rất thích tu hành, nhưng con tôi không cho tôi ăn chay. Ấy chà, chuyện thế giới thật là điên đảo. Nhưng đúng thật là có chuyện như vậy. Trong quý vị có ai gặp trường hợp này không? Nhất định là có. Ok, thôi đừng có nói ra nữa, nói ra sẽ mất mặt. Chúng ta là bậc phụ mẫu sao lại còn bị con cái khống chế có phải thật là điên đảo không có những lúc tiên sinh bị hậu sinh khống chế người vợ gọi chồng họ là tiên sinh tức là rất tôn trọng họ họ lớn hơn tôi họ có trí huệ hơn tôi tiên sinh là người hiểu biết sự việc hơn tôi người sanh ra sớm hơn tôi ý nghĩa là như vậy cho nên người tốt hơn tôi cái gì người cũng vĩ đại hơn tôi cũng hiểu biết hơn nhưng đó chỉ là danh từ nghe êm tai mà thôi, có tiếng mà không có miếng. Tiên sinh sao còn bị vợ khống chế? Bị hậu sinh khống chế như vậy, sao còn nói gì được nữa? Tôi thấy thế giới này thật là điên đảo, bất cứ ngôn từ gì đều là hư ảo mà thôi. Những người vợ đó, tốt nhất là đừng gọi họ là tiên sinh. Cho họ danh từ gì cũng được, gọi họ là con nít hoặc em bé cũng được, nhưng đừng gọi họ là tiên sinh nghe hiểu không ví dụ chúng ta gọi một vị là tổng thống nhưng không để họ xử lý chuyện của tổng thống lại không cho họ có quyền lợi của tổng thống như vậy gọi là tổng thống gì có phải không cũng như vậy nếu gọi chồng quý vị là tiên sinh phải cho họ một địa vị tôn trọng họ quyết định thế nào là thế đó đương nhiên quý vị cũng không cần ăn chay theo họ nhưng hãy cho họ một quyền được lựa chọn tự do tín ngưỡng là pháp luật nhà nước đã đặt ra mà. Có phải không? Họ không có yêu cầu gì quá đáng. Sao một người vợ lại có thể sửa đổi pháp luật của nhà nước? Như vậy là một người vợ không tốt, cũng không là một công dân tốt và không tôn trọng pháp luật của nhà nước. Nếu quý vị sống trong những nước cộng sản hoặc những nước không có tự do tín ngưỡng, còn có thể nói là vì pháp luật của những nước đó nên không cho tiên sinh tín ngưỡng tôn giáo khác nhưng chúng ta đang sống ở những nước tự do nếu còn kiềm chế chồng hoặc vợ tu hành thật là khó coi người ta sẽ không tôn trọng chúng ta người ta sẽ cho rằng chúng ta không đủ độ lượng có phải không cho nên quý vị khống chế vợ hoặc chồng của quý vị tức là tự coi nhẹ mình tự làm giảm giá trị của mình như vậy là không tốt tập quán đó phải sửa lại tôi chỉ nói đạo lý cho quý vị nghe mà thôi không phải vì muốn quý vị theo tôi tu hành quý vị ăn chay ăn thịt đều không can chi tới tôi bởi vì đó là sinh hoạt của chính quý vị quý vị giải thoát hay không đó là chuyện của bản thân quý vị bản thân của tôi đã giải thoát rồi tôi tâm vô sở cầu tôi cũng biết tu hành sẽ có trùng trùng chướng ngại có rất nhiều chuyện sẽ cản trở một người tìm kiếm lực lượng vạn năng của bản thân họ. Nên tôi phải yêu cầu quý vị đến tu pháp môn Quán Âm. Chỉ vì tôi muốn nhắc nhở quý vị, nói cho quý vị biết một pháp bí truyền có thể nâng cao sinh hoạt của chúng ta một chút để đời sống được dễ chịu hơn. Mỗi ngày dành nửa tiếng để tọa thiền, tu pháp phương tiện cũng tốt. Pháp phương tiện tôi đã dạy qua rồi, các vị có biết không? nếu biết hết rồi thì khỏi nói ai chưa học qua pháp phương tiện giơ tay cho tôi coi nhiều người không biết tọa thiền vậy sao ái chà dở quá có muốn học không mọi người đáp muốn rất đơn giản buổi sáng quý vị dậy sớm một chút đừng có nằm lì trên giường ngủ no rồi hãy dậy có thể dùng đồng hồ báo thức dậy sớm chừng nửa tiếng đánh răng rửa mặt thật nhanh vận động một lát rồi ngồi xuống cũng có thể ngồi trên ghế như một vị quốc vương vậy chân không nhất định phải xếp bằng tay cũng có thể thả lỏng không cần phải bắt ấn chỉ ngồi một lát là tê chết được bắt ấn xuất xứ từ đâu mà có trước kia có một hòa thượng chuyên môn gãi ngứa ngồi không đầy hai giây là gãi một cái có lúc không gãi bản thân mình mà gãi người ngồi bên cạnh cho nên sư phụ của ông mới bảo ông trong lúc tọa thiền cần phải bắt ấn nghe hiểu không nếu như bỏ tay xuống là không thành phật được vị sư phụ của ông dùng phương thức này đe dọa ông cho nên về sau mới có lời đồn nếu không bắt ấn là không thành phật được quý vị lúc tọa thiền những người thích gãi ngứa hãy nhìn rõ ràng một chút cũng từ hôm đó tôn phái này mới truyền ra rất nhiều loại bắt ấn coi thói quen gãi ngứa ở đâu thầy của họ sẽ dạy họ những cách bất ấn khác nhau xong còn quý vị chỉ cần thả lỏng tay là được nếu có những thói quen xấu nào cũng không can chi quan trọng nhất là tâm phải tập trung chúng ta tu tâm chứ không phải là tu thân thể dùng thân thể không thể thành vật sau khi chúng ta chết rồi thân thể còn cách dùng được không không chỉ cách tâm mới dùng được chúng ta làm việc gì đều là dùng tâm cả sau khi tâm hiểu biết rồi mới truyền đến thân thể của chúng ta thân thể chỉ là để chúng ta sai khiến mà thôi cho nên chúng ta tu tâm chứ không phải chỉ tu thân nếu là giáo đồ thiên chúa giáo thì khẩn cầu thượng đế gia trì quý vị để cho quý vị tu hành thành công để cho quý vị khai mở trí huệ nếu là phật tử hoặc những giáo đồ khác phải khẩn cầu giáo chủ tối cao của quý vị gia trì quý vị tốt nhất nên cầu thượng đế là đủ rồi bởi vì thượng đế là mẹ của vạn vật không có thượng đế còn có phật gì nữa quý vị cho rằng phật từ đâu mà đến lão tử trang tử khổng tử họ từ đâu mà đến có một lực lượng tối cao chúng ta gọi là thượng đế phật tâm phật tổ đạo đều được cả khẩn cầu năng lực tối cao đó ra chỉ cho chúng ta là đủ rồi nếu không có một tín ngưỡng nào thì cầu bản thân, cầu người không bằng cầu mình. Nếu có thể tin tưởng vào đẳng cấp và lực lượng của bản thân. Cầu năng lực tối cao của bản thân gia trị cho chúng ta. Rồi quý vị nhắm mắt vào như đi ngủ vậy. Đừng có nghĩ gì, đừng có cầu gì về danh lợi. Chỉ cần cầu khai mở tâm thương yêu và trí huệ. Rồi từ giữa trán, con mắt thứ ba của chúng ta hướng về phía trước nhìn ra như là đằng trước có một màn ảnh vậy nhìn vào trung tâm của màn ảnh đó có gì xem đó không có gì thì thôi trung tâm không sợ hãi và cũng không vui mừng như vậy tinh thần tâm linh bên trong của chúng ta sẽ tự nhiên điều chỉnh để cho chúng ta vui vẻ thanh tịnh một chút có lúc thân thể sẽ cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng có lúc sẽ nhìn thấy ánh sáng nếu như có vấn đề gì có thể niệm phật hoặc cầu những giáo chủ mà bản thân quý vị tin tưởng hoặc niệm bản thân cầu năng lực tối cao nội tại của bản thân nếu niệm những người đó không được thì có thể gọi thanh hải vô thượng sư đến giúp đỡ có vấn đề mới cầu nếu như không thành thật niệm danh hiệu nào cũng không có hiệu quả có vấn đề gì rất khủng hoảng thì có thể gọi tôi đến giúp đỡ nếu không có chuyện gì thì khỏi cần cứ như vậy mỗi ngày tổ thiền chừng nửa tiếng, buổi tối chừng nửa tiếng, cũng còn phải cố gắng làm người tốt. Trong gia đình, làm người con hiếu thuận, người chồng, người vợ trung thành. Trong công xưởng, làm người công nhân tốt, không ăn trộm, không cướp giật, không đến muộn về sớm, không lừa dối chủ nhân. Trong xã hội, phải làm người công nhân tốt, không lừa đảo chính quyền, tiền thuế phải nộp rõ ràng. Phải làm người tốt trong gia đình, người con tốt người công dân tốt người học trò tốt người thầy giáo tốt bất luận chúng ta ở địa vị nào đều phải cố gắng chu toàn trách nhiệm tốt làm việc phải thanh liêm không nhận hối lộ trách nhiệm phải chịu rõ ràng kiếm một đồng thì chúng ta tiêu một đồng tâm chúng ta không tham đồng thứ hai phải cố gắng giữ gìn thân khẩu ý luôn trong sạch tôi không phải nói quý vị một ngày là có thể biến thành người hoàn mỹ nhưng phải cố gắng làm luôn luôn phải làm điều tốt nghĩ tốt nói tốt luôn luôn cố gắng làm như vậy rồi mỗi ngày tọa thiền buổi sáng nửa tiếng buổi tối trước khi đi ngủ tọa thiền nửa tiếng rồi nằm xuống ngủ như vậy sinh hoạt của quý vị ngày càng đổi khác mặt mày sẽ ngày càng sáng sủa càng ngày nghĩ việc gì càng thông đạt làm chuyện gì ngày càng nhanh bản thân ngày càng ưa thích mình ngày càng có thể dung hòa với người khác và quý vị sẽ biết được như thế nào là một cuộc sống nhân sinh chân chính xứng đáng. Những người không trực tiếp theo tôi học pháp môn quán âm chỉ được như vậy. Nếu như theo tôi học pháp môn quán âm, đương nhiên tôi sẽ dạy quý vị nhiều chuyện hơn nữa, tình trạng sẽ càng đổi khác. Pháp phương tiện vừa rồi, dạy có nhớ hay không? Có đơn giản không? Nên nhớ, tu pháp phương tiện cũng phải giữ thân khẩu ý trong sạch càng trong sạch càng tốt làm một vị quân tử ở trên thế giới này là làm một người tốt như vậy sinh hoạt của chúng ta đã dễ chịu nhiều rồi chúng ta ngày càng cảm thấy rất nhẹ nhàng rất vui vẻ rất ít oán trách và lại rất dễ chấp nhận người khác ưa thích người khác tôi dạy phương pháp này nhất định là có hiệu quả còn quý vị học những pháp môn khác tôi không thể bảo chứng tôi chỉ bảo chứng những phương pháp tôi dạy mà thôi Quý vị cho rằng ở đây có rất nhiều người Nên tôi không biết được ai là ai Tôi đều biết được tất cả Quý tín giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Kỷ niệm Quốc vụ Đài Bắc. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1990, với chủ đề Tọa thiền là nguồn gốc của tình thương. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 7.